Mong cô gọi tên con cho tất cả mọi người ở nơi đây ai cũng biết tới con ạ. Thảo Tiên là Thảo Tiên nha quý vị. Đây là Thảo Tiên, cũng là một fan chính nghĩa. Em ấy cũng có một em bé nhỏ đúng không? Dạ. Lúc cô đi công tác con nhà có chồng hả? Dạ không, có chồng đến rồi đó. Là mới đẻ em bé hả? Dạ. À, mọi người thương Thảo Tiên thì đăng ký kênh YouTube cho em kiếm tiền để còn em bé nữa phải không? Rồi thì tất cả anh em làm YouTube thì cũng người nào cũng kiếm được tiền, tôi cũng rất là vui mừng rồi. Nhưng mà kênh của con bị đánh phá, tắt cái tiền rồi. Cứ tắt cứ phá cứ chơi. Dạ. À, cứ chấm cứ dứt mình cứ chơi vậy dạ. Đi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Con nhận bó hoa này à. Con còn có hoa nhỏ. Thôi vậy là đủ rồi. Con nhận ghi nhận trái tim của con. Cảm ơn con bự nha. Cảm ơn con nha. Thì bây giờ thì quý vị, tôi cảm ơn con quý vị tặng hoa cho tôi thì chỉ là một ít người thôi, vì thời gian nó cũng còn dạ, không còn nhiều. Mình tưởng trưng ha. Dạ đúng rồi ạ. Thì Thu Hà cũng xin phép được tiếp lời cô Hằng, đó là dạ ngày hôm nay thì để mà nói là nếu mà quý vị nào cũng cầm một bó hoa, những bó hoa lên sân khấu tặng cho cô Hằng thì không biết bao nhiêu mới đủ. Rất là đông, cái lượng hoa mà lúc nãy chúng tôi nhìn thấy và ghi nhận được ở khu vực bàn và tổ chức rất là đông, nên xin phép là ngày hôm nay chỉ nhận một vài bó hoa tượng trưng tình cảm của mọi người thôi. Còn đối với những bó hoa nào quý vị mang đến mà chưa có được mang lên sân khấu tặng thì quý vị cũng yên tâm, chúng tôi sẽ cứ ghi nhận và gửi lại đến cô Hằng ạ. Dạ, đây các bạn này cũng tặng cho tôi một bó hoa với cả tấm lòng, thì cô Hằng xin nhận và cảm ơn. Con đưa cái ly cho chị dạ cái này. Dạ chị nói dạ, con chào cô Hằng, con là Thiên Trang. Con cảm ơn cô chú đã mang tới hơi ấm, chia sẻ hơi ấm cho đến các trẻ em nghèo, trẻ em bệnh tật và những người nghèo. Cô đã chia sẻ hơi ấm của mình đến với những người không được may mắn. Con cảm ơn cô rất là nhiều, với lại là con cảm ơn cô chú đã xuất hiện để đem ra những góc khuất và những cái điều mà lập trần mọi thứ để cho người dân được tỉnh thức và được gọi là không còn bị mê muội nữa. Và trong đó là cũng có con lúc trước cũng có rất là nhiều người mà khi mà cô đưa ra coi, lúc đó con cũng tưởng những người đó rất là tốt, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Và bây giờ là con đã, cô giống như là chữa cho cái sự sáng mắt, và vừa nghĩ đen và nghĩ bóng luôn ấy, là vừa sáng mắt mà vừa là tỉnh thức bên trong. Con cảm ơn cô chú rất nhiều, và con cảm ơn sự chia sẻ hơi ấm của cô chú dành cho những người nghèo và trẻ em bị bệnh tật. Con cảm ơn cô rất nhiều cho cô. Ô, cảm ơn em. Dạ. Chúc em 20 tháng 10 vui vẻ, dạ, luôn bình an và hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn cô. Con chúc cô lúc nào cũng luôn xinh đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ của cô đẹp không đẹp? Cô quá đẹp và cô quá tuyệt vời. Trời, con hạnh phúc quá. Cô cho con một cái nha. Con hạnh phúc quá. Rồi, dạ. Dạ. Quá dễ thương rồi, thưa quý vị. Dạ, con cảm ơn mạnh khỏe nha. Con nguyện mong cô chú lúc nào cũng luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên con cháu mãi mãi về sau. Rồi, luôn bình an. Cảm ơn em. Chào cô. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ, và em xin phép. Thưa quý vị, có lẽ là Thu Hà cũng xin phép là rất mong quý vị có thể đồng ý với Thu Hà rằng là bây giờ mình còn rất là nhiều món quà. Tuy nhiên thì thôi, xin phép được mời cô Hà đã dự đứng khá là lâu rồi. Xin mời cô sẽ quay trở về ghế ngồi của mình để tiếp tục buổi phát sóng ngày hôm nay trò chuyện cùng với quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, những cái món quà nào mà quý vị chưa được lên đây để gửi tận tay đến cô Hằng thì quý vị cũng yên tâm, chúng tôi đã có đội ngũ và tổ chức sẽ thay cô Hằng để có thể nhận những món quà này và chuyển đến cho cô Hằng, quý vị yên tâm nha. Dạ, và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được tiếp tục quay trở lại cùng với buổi phát sóng hôm nay ạ. Bây giờ thì còn nhiều câu hỏi không? Dạ. Mọi người cứ giao lưu với cô, vì có những cái câu chuyện hay là những cái gì đó mọi người vẫn còn chưa được thấy thoải mái lắm thì cởi mở, cô sẵn sàng. Vì cô là người sống biết nhìn vào sự thật,
sai thì mình sửa, đúng thì mình phản biện thế thôi. Dạ. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng đã chọn lọc những câu hỏi từ lúc mà Hải Lao cho đến bây giờ thì có rất là nhiều câu hỏi. Và mình cũng đã được trò chuyện cùng với cô Hằng rồi. Và ở phần này chúng tôi cũng sẽ đặt những câu hỏi tập trung vào cái vấn đề là talk show ngày hôm nay là thông cảm hay vô cảm, và đặc biệt dành riêng cho các chị em phụ nữ, bởi phái nữ của mình á sinh ra đôi khi cũng đã có một chút thiệt thòi rồi, mà cái vai trò của người phụ nữ lại vô cùng quan trọng nữa, mà chưa kể thì phụ nữ phải gặp được rất nhiều cái áp lực trong cuộc sống, dạ, từ công việc, gia đình. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin được mời cô Hằng này có thể chia sẻ đến quý vị ở đây, đó là cô có thể chia sẻ những cái nguồn cảm hứng và truyền động lực gửi đến cho các chị em phụ nữ nói riêng, rằng làm sao để mình có thể thêm mạnh mẽ này, và cùng với đó là toàn xã hội của mình phải làm sao để biết yêu thương, lan tỏa cái sự sẻ chia này ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi nói với một cái người trải nghiệm, tôi trải nghiệm thật sự, tôi chia sẻ thật sự. Quý vị biết là khi tôi còn trẻ thì tôi cũng rất là nóng nổi, cố chấp và cũng hay lỗi phải người khác. Cái đó là cái bản ngã của mỗi người. Nhưng mà khi mà tôi va chạm vào cuộc sống, và nhất là vào vai diễn của một bà chủ, lấy một người chồng nổi tiếng, thì tôi vào nhiều vai diễn lắm. Và phải diễn làm sao, sống làm sao. Nói từ diễn ở đây thì giống như là một diễn viên thì không phải, nhưng mà có nghĩa là tôi vào nhiều vai, thì tôi mới thấy rằng là cái sự thông cảm nó rất là quan trọng. Có khi mình chỉ thỏa mãn cái tôi của mình thôi, mình có thể lỗi phải người khác, mình chỉ trích người khác, hay là mình có thể là mình không bằng lòng cái này, mình không vừa lòng cái kia. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị, không biết là quý vị có ở đây, tôi nghĩ là ở đây quý vị tất cả đây hình như là người nào cũng đã trưởng thành hết rồi. Quý vị có biết rằng khi mà tôi đi vào tù á, thì tôi cảm giác như tôi bị trừng phạt, có quý vị có tin không? Tôi phải học được những cái bài học mà chính bản thân tôi nhận ra được, và tôi phải tự trưởng thành. Vì khi ở ngoài đời nó quá nhiều điều kiện, tôi không biết rằng là mình như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Nhưng mà cái thời gian 2.5 năm qua đó, tôi cảm giác như là đâu đó tôi cũng phải tự coi là bản thân mình là tôi bị trừng phạt. Quý vị biết không, bản thân tôi là một người rất khó tính, thấy tôi như thế chứ tôi rất là chỉnh chu. Tôi không bao giờ ăn đồ nhựa hay là xài những cái đồ gọi là bình dân. Nhưng khi tôi vào tù rồi thì tôi mới gọi là gặm nhấm tất cả những cái gì mà cuộc đời tôi chưa từng nếm trải qua. Một sự ghẻ lạnh, một sự cô đơn và một sự cô độc. Và tôi phải xài tất cả những thứ mà tôi nghĩ rằng cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi phải sử dụng. Cho nên tôi cảm giác có những lúc tôi cảm thấy mình bị trừng phạt thì đúng hơn, và tôi đã học được bài học để trưởng thành là mình phải thích nghi vào mọi hoàn cảnh. Khi tôi xác định được điều đó thì tôi bớt đau khổ hơn. Bởi vì khi tôi bắt đầu bước chân vào đó thì tôi cũng xác định rằng là người ta sống được, mình sống được, nhưng mà ôi thôi nó quá khổ đau. Thì quý vị biết không, cách nhau có một cánh cổng đó mà xa nghìn trùng. Đó, cho nên đó, khi mà tôi xuất thần, tôi làm một bài thơ mà cái đêm đó một chị tử tù đã đi thi hành án. Và quý vị biết rằng là tôi nhốt cái phần một cái cửa trên và phía dưới là tất cả là chị em tử tù. Thì tôi xuất thần, tôi làm ra một cái bài thơ. Thì phần đầu á thì tôi làm cho tôi, nhưng mà cái phần sau á thì tôi làm cho những chị em tử tù. Và quý vị biết là nói gì thì tôi cũng cảm ơn những ngày tháng đó, những cái động lực để cho tôi sống, bởi vì tôi biết rằng là tôi có ngày trở về, còn họ là mãi mãi sẽ không được trở về, và họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nếu mà nói về tội của họ đó thì họ đã gây ra xã hội rất nhiều hệ lụy. Nhưng mà khi đã là con người với nhau rồi á, khi vô tận cùng của sự khổ đau rồi, mình nhìn nhau á thấy nó đau đớn lắm, mà mình phải chứng kiến một người mới vừa ca hát với mình hàng nghiêu ngao hát cho mình nghe, xong rồi tối xuống đi thi hành án. Thì tôi sẽ đọc cái bài thơ một đoạn ngắn cho quý vị nghe. Sau khi mà tôi xuất thần nha quý vị, tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được thơ mà tôi còn sáng tác được nhạc nữa mới ghê chứ. Có một cái đoạn như nè, để tôi đọc cho quý vị nghe. Cái đọc phần trên là của tôi. Hỡi ơi thế thái nhân tình, sao bao nhân tố một mình ta mang.
Đời ta nhiều nỗi đa đang, không than không oán, tự ta tự tình. Trong ta có một chữ tình, tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào. Là tôi nói về phần tôi. Xong rồi tôi mới nói tới mấy chị tử tù là cơm tù canh tội ngóng trông. Vì là vô tới đó rồi chỉ trông ngóng cơm tù thôi quý vị. Mà tôi lại nói dùng từ là cơm tù canh tội ngóng trông, chôn chân số kiếp, tuổi đời thanh xuân. Sống trong sợ hãi tột cùng, sợ khi đêm xuống lìa xa cõi đời. Thì đêm xuống sợ lắm. Bao nhiêu mộng ước xa vời, đi mây về gió chờ nơi tử thần. Trách trời, trách đất, trách ai, trách cho số kiếp tàn phai chốn này. Lao lý là cõi đọa đầy, để ta chứng kiến đêm ngày khổ đau. Bao than, bao oán, bao hờn, cách nhau cánh cổng mà xa nghìn trùng. Một trời đau đớn biệt ly, câu ca tự phát, tự tin con người. Hát hát, nói khóc cười. Ba má ơi, Chí Hòa đâu có xa, đi hoài sao không đến nơi. Mau rước con về đi ba má ơi, cho con về với quê nhà, cho con đoàn tụ ông bà tổ tiên. Nghe xong lòng muốn đảo điên, hóa điên để được bình yên chốn này. Hỡi ơi thế thái nhân tình, sao bao giông tố ngẫm rồi vương mang. Thương thay số kiếp lầm than, tình tiền tù tội đeo mang kiếp người. Mà tôi đã sáng tác 48 câu thơ lục bát trong một đêm tôi thức thần, vì tôi đã chứng kiến một bạn đó đã đi thi hành án. Mà quý vị biết rằng là đa số là ma túy, kể cả đi tù 90% là ma túy. Mà ở ngoài thì là ông trùm, bà trùm rồi đó. Tất cả những cái gì họ làm, tới khi vào đó rồi thì coi như là cái mạng cũng không còn. Gieo nhân thì gặt quả, gieo bao nhiêu cái hệ lụy cho xã hội, thì tới chừng mà đi phải chấp nhận một cái bản án tử hình nữa, là không bốn bức tường, cho đến ngày mà phải nhận cái hình án. Cho nên là đã quá nhiều cảm xúc cho tôi. Phải nói là tôi cũng cảm ơn những người đó đã cho tôi động lực để tôi sống. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ và rất là biết ơn mọi người, thầm biết ơn họ, vì đâu đó mình so sánh mình với họ là mình vẫn còn niềm tin để sống, để trở về. Và hôm nay tôi đã thật sự trở về. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, thưa quý vị, khi mà nghe cô Hằng chia sẻ như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng là có một câu mà cô Hằng vừa nói thôi rất là tâm đắc, đó là cũng có gieo nhân nào gặp quả ấy, cho nên là đôi khi là mình cũng phải chịu những hình phạt như vậy. Và tôi cũng hiểu là cô Hằng đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố, những cái khó khăn mà không phải là ai cũng có thể hiểu được đâu ạ. Nên là cô ấy cũng chia sẻ rất là nhiều với quý vị khán giả ngày hôm nay. Nhưng thôi, tôi nghĩ là cái câu chuyện ấy là câu chuyện mà khi mình chia sẻ ra để mọi người có thể hiểu nhau hơn. Nhưng nếu cứ nhắc mãi về cái nỗi đau ấy thì không, nó sẽ là... Không phải là nhắc mãi niềm đau ấy, nhưng mà cái mục đích của cô muốn nói rằng là cố gắng sống đừng vi phạm pháp luật. Dạ, để rồi mình phải trả một cái giá, bởi vì mình ăn cơm ngày có hai bữa, mình cũng sống như những người khác. Đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình làm một cái đó rồi. Cô nói thật lòng, khi mà cô tiếp xúc rồi á thì cô mới thấy rằng nó là một trong những cái hệ lụy mà nhân quả là tìm tới ngay. Không có một người nào mà dính vào ma túy mà không phải vướng vào tù tội, hiếm lắm. Không trước thì sao, thế nào cũng phải dính. Có những người tinh vi đến nỗi mà họ không thể nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ xa lưới, nhưng mà cuối cùng chính bản thân họ cũng không nghĩ là họ. Nhưng mà rồi phải trả giá thôi. Cho nên là tôi khuyên mọi người là bây giờ trong xã hội nó quá nhiều cái kiểu cách để mà nó đưa ma túy vào Việt Nam, để mà hệ lụy cho cái thế hệ trẻ sau này, trong đó có con em chúng ta và đất nước, mỗi ngày mỗi coi như nhiều tội phạm thêm. Thì cố gắng làm sao, cô nói là cái nơi cô ở là 90% là ma túy, là phải biết. Phải biết là con số khủng tới mức nào. Hỏi ra toàn ma túy. Còn những cái án khác thì là rất là ít lắm, kiếm thôi lắm. Như vậy đó cũng là lý do vì sao mà ngày hôm nay có buổi talk show Thông Cảm Hay Vô Cảm. Bởi vì không phải chỉ là chia sẻ về một câu chuyện với góc nhìn của một cá nhân đâu, mà qua đó là lan tỏa lên những cái thông điệp và ý nghĩa cho cộng đồng, rằng đầu tiên là sống, làm việc theo pháp luật. Đúng và rồi. Tiếp theo là chúng ta, những ai mà đang sống vô cảm, hãy biết mở rộng trái tim, tấm lòng của mình để chia sẻ, thông cảm và cũng như giúp đỡ những người xung quanh. Vì vậy mà ngày hôm nay, bên cạnh cái câu chuyện mà cô Hằng chia sẻ, chúng tôi muốn đặt thêm một câu hỏi nữa cho cô Hằng. Đó là, cô Hằng thân mến,
mình cũng thấy là trong thời gian vừa qua đã có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều với nhau. Thì qua đó mình nhận định chung không chỉ là ở cái câu chuyện này mà là ở tất cả những câu chuyện trên xã hội ngày nay. Thì do cái sự phát triển của mạng xã hội dẫn đến là người ta rất là dễ để có thể là bình luận này, tương tác cũng như để lại những cái ý kiến. Đó thì đôi khi là bởi vì cái sự dễ đó như vậy cho nên là cũng có những người ta không có được thông cảm mà vô cảm để lại những cái lời bình luận hay là những cái ý kiến khiến cho người khác đọc đến hay là ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là hành động của người khác. Thì xin được mời cô có thể đưa ra một cái lời khuyên cho giới trẻ cũng như là những người sử dụng mạng xã hội hiện nay, làm sao để biết thông cảm, biết sẻ chia thay vì vô cảm trước cái bàn phím, trước cái màn hình điện thoại cũng như là một cái màn hình phím máy tính ạ. Quý vị ơi, thật sự ra mà điện thoại hay là mạng xã hội bây giờ nó cũng như là một cái game nghiện. Có người ôm từ sáng tới chiều không buông ra được. Nó cuốn và biết rằng là nó ảo, nhưng mà chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của mạng xã hội. Trước đây thì tôi cũng không bao giờ tôi quan tâm tới mạng xã hội. Mới năm 20, năm 18, 20 bắt đầu cô mới biết tới mạng xã hội, cô mới biết tới Facebook. Và bản thân cô thì sử dụng mạng xã hội mà gọi là mấy cái công nghệ rất là kém. Rồi khi mà tôi lên mạng xã hội này đầu tiên là tôi chỉ muốn cảnh tỉnh mọi người thôi, để mà vấn đề mà lừa đảo thôi, chứ cô không nghĩ rằng là cô đã trở thành nạn nhân của mạng xã hội. Nếu như mà cho tôi một lần chọn lựa đó thì tôi sẽ không mân hận. Nhưng mà để mà tôi chứng kiến được những con người mà tôi nhìn ngoài đời rồi đó thì tôi lại hối hận là tại sao tôi phải đi gây lộn với một con người không đáng cho mình phải như vậy. Có nghĩa là cô ân hận là vì thật sự là cô không biết mặt họ. Cô không biết mặt họ là ai. Khi ra tòa cô nhìn họ xong cô mới thấy cô dại khờ. Tôi thấy tôi thật là dại khờ là tại vì họ không có một cái xứng đáng nào mà mình lại bị họ công kích, họ dẫn mình đi như vậy. Xong rồi mình phải trả cái giá là bằng lao lý, tù tội, xa chồng, xa con. Thật sự đó tôi cũng là nạn nhân của mạng xã hội đó quý vị. Trước đó tôi không biết đâu, sau này tôi mê, tôi nghiện, rồi lên chửi một cách hăng say, chửi vì đam mê. Tới giờ mà ra nhìn mặt xong rồi mình nghĩ, ủa giữa mình với nó xa quá xa, tại sao là mình lại có thể mà bị nó làm cho mình có nhiều cảm xúc đến như vậy. Bởi vậy có khi mình nói thật đó, để cai nghiện được đó thì cũng phải là chuyện dễ. Nó cứ cuốn lôi. Tại vì bạn trẻ bây giờ là hình như là thậm chí bây giờ lên bàn ăn cơm bốn người các bốn cái điện thoại, vừa ăn vừa lướt. Thậm chí là cô giáo mà rước tới nhà dạy cho con gái của cô vừa ăn mì vừa lướt vậy nè, thì con cô ngồi đó học cái gì đó. Cho nên là nói gì thì nói chứ